Ngày 25 tháng 10 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa Ninh Bình, VCCI Thanh Hóa Ninh Bình phối hợp với VCCI Khánh Hòa, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa và công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng tổ chức hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các sở ngành đơn vị và trên 100 doanh nghiệp doanh nhân hai tỉnh. Tại hội nghị, đại biểu và các doanh nghiệp doanh nhân đã được thông tin giới thiệu những tiềm năng thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của hai tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa cũng như các cơ chế chính sách, lĩnh vực, dự án hai tỉnh đang tập trung ưu tiên mời gọi thu hút đầu tư. Thanh Hóa và Khánh Hòa có nhiều điểm tương đồng, có điều kiện để phát triển đa ngành đa lĩnh vực, đặc biệt là về phát triển kinh tế biển và du lịch. Đây là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp doanh nhân hai địa phương đẩy mạnh hợp tác, phát triển thành mạng lưới các ngành sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của nhau. Qua thảo luận, trao đổi, các đại biểu đều có chung nhận định thị trường Thanh Hóa, Khánh Hòa còn có rất nhiều dư địa để doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm khai thác, liên kết phát triển. Các đại biểu và doanh nghiệp doanh nhân hai tỉnh cũng đã nêu một số kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư phát triển kinh tế biển du lịch, nghiên cứu khảo sát cơ hội đầu tư vào hai tỉnh. Các doanh nghiệp hai tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ chương trình VCCI 2 tỉnh cũng đã lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của địa phương trưng bày tại hội nghị, qua đó quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo đại biểu khách mời và nhân dân, mở ra cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp hợp tác xã.